Hello, thì Happy Easter anh chị em. Thì chúc anh chị em mình yêu nhiều, thương nhiều, mến nhiều. Thì chúc anh chị em mình hết sức mình yêu thương mến 100%. Thì anh chị em ở nước Việt Nam xin yêu thương cô bé đi chiến đấu đi làm giàu để nuôi người nghèo đứng hèn nha anh chị em. Cô bé đi chiến đấu đi làm giàu 100%, xin hứa với nước Việt Nam chưa bao giờ lấy một các bạc tiền từ thiện ở bên Việt Nam hoặc ở bên Mỹ. Em đi làm mồ hôi nước mắt của em từ xưa tới giờ, từ nhỏ tới lớn rồi, phải mới đây khi từ nhỏ tới lớn ấy, chưa bao giờ ăn gian ăn trộm hay ăn cắp ai một đồng xu luôn ấy. Thì làm mồ hôi nước mắt của Thi vì Thi thương yêu người hết trái tim của Thi. Vậy anh chị em nếu ai mà họ nhà họ fan á, xin tiền anh chị em á, xin gọi 911 báo cảnh sát đi, mấy người này mấy người gian lận. Thi á, lấy công lao mồ hôi nước mắt của Thi ra để Thi thương yêu người, coi có một bé xin Thi học nha anh chị em. Chị xin chào anh chị em, chương trình lễ phục sinh rồi Thi rất là cảm ơn mấy anh chị em ở Việt Nam, ở nguyên khắp thế giới thương yêu mến Thi, nắm tay Thi thật chặt, giữ tay Thi thật lâu. Mình đi hết đoạn đường đời, nhung nhớ về nhau. Như vậy anh chị em, bây giờ có một người Hảo ơi Hảo, tâm ơi tâm, yêu ơi yêu, thương ơi thương, sẽ thắng được cơ quả tà ma ác nhất ở nguyên trái đất. Bây giờ là Cộng sản tính tới luôn rồi anh chị em. Ở bên Việt Nam là Thoa Nguyễn á, đang hợp tác chung với mấy người mà cướp ngôi ở Hoàng Thượng nước Tàu mà làm lây bệnh COVID-19. COVID-19 ấy, ông trời ông sẽ không có hãm hại người mình như vậy đâu. Cái này là người lây cho người, người cố tình lây cho người để giết người đó anh chị em. Như vậy rất là cẩn thận, yêu thương mến, Hảo ơi Hảo, tâm ơi tâm, thương ơi thương. Xin thương cô bé. Happy Easter, đi chiến đấu đi làm giàu đi nuôi người nghèo nha. Anh chị em ơi, nước Việt Nam, nhất là ở nước Việt Nam, mình là Thoa Nguyễn. Chủ nhân của nhóm Đức Nguyễn chia sẻ, có người cháu Đức Nguyễn ác ơi ác, ác một chủ nhân của nhóm đó. Hồi xưa nói đi xin thai nhi, nói đi xin thai nhi để đi cho, dạ không phải cho đâu, phải đâu anh chị em. Xin đi bán, người ta vừa ăn đó anh chị em. Khi có bằng cớ, chứng rõ nhà có người chứng minh, đi xin thai nhi mà đi chém, muốn chém lũ người ta đó. Cái người này tên Đức Nguyễn, mới nhắn cháu ở Thoa Nguyễn. Anh chị em, mới nhắn tin Thoa Nguyễn và Đức Nguyễn ăn cắp hết tiền năm sau chị em rất là và nhà lão mình ở bên Việt Nam mình đi ăn hai người này là ăn cắp rất là nhiều tiền ở trẻ mà cô và nhà lão ở nước Việt Nam mình. Ở trong khi đó họ là nói ở bên nước Việt Nam là Thi người xấu, Thi người giục tiền, Thi người ác, người xin thương yêu thương Thi nha. Xin chào anh chị em, Thi rất là cảm ơn mấy em trẻ ở YouTube, ở Instagram, ở trên mạng dạy dỗ Thi đa phấn để làm chương trình Half and Half makeup ở Thi rất là đẹp. Rất là cảm ơn mấy em trẻ. Ôi trời, mấy em trẻ bên Việt Nam là trời ơi, đẹp, đẹp tuyệt vời luôn. Bây giờ ở Việt Nam, ở nguyên khắp thế giới rất là cẩn thận. Cộng sản á, mấy người này không phải kêu bằng người là mày có luôn á, là trời đất ơi, xin cứu cho con đi. Như vậy mấy em chị ơi rất là cẩn thận, mình đi ra đường á, mình đừng có bao giờ đi một mình nha, mình nhớ đi 2-3 người đi. Bây giờ nó ám sát, nó giết để nó ăn cắp tên tuổi mình, mà vừa ăn cắp nhà cửa, mà vừa bắt cóc mình đi, mà cho người ta làm chuyện ác trong cuộc đời mình đó anh chị em. Như vậy mấy em chị ơi rất là cẩn thận, tin chị Thi đi nha. Thi thương em trẻ 100%, hết trái tim. Hai anh chị em đang khỏe không? Cô bé một tóc nhiều màu quá nha. Thì rất là cảm ơn anh chị em. Giờ nhìn cái mũ bẻ xương Thi nha. Yêu nhung
anh chị em mình nhung nhớ về nhau nha. Nhớ là xin lỗi thì cái app thì dài á, đôi khi á nó kêu bằng AI á là có người chỉnh á, giống như giải thích mình đi Las Vegas mình đi chơi kéo máy đi nha, nó chỉnh là Las Vegas thắng 100% dân thua. Thì bây giờ là mấy cái này nó chỉnh á là cho Thi nhận xấu ơi xấu, cho Thi nó giết Thi hoài mà Thi không chết á anh chị em. Thi xin hứa câu chuyện cuộc đời Thi sự thật, ông trời là người giữ mãn Thi sống thì tại Thi kể cái câu chuyện cuộc đời Thi. Trời ơi, bây giờ họ cho Thi nghèo khổ ngoài đường luôn. Bây giờ Thi rất là hên, Thi kiếm được tiền nhà tháng 4. Mà trong khi đó trời ơi, chỗ này nó ăn cắp, ăn trộm kê hồn luôn. Thì mấy anh chị em ơi, cẩn thận nha. Mình thương yêu mến hết trái tim mình đi. Để trời ban cho mình một cái gì chị tin. Đang cố gắng diễn show biến hình cho nó đẹp, cho nó dễ thương nha anh chị em. 100% biết tâm yêu yêu thương mọi thứ. Mến mến, thì xin happy Easter anh chị em. Nhớ là xin lỗi nếu mà cái chương trình Easter thì nó đăng lên trễ hơn Easter anh chị em. Đây thì rất là bận rộn, trời ơi. Bây giờ hả? Trời ơi, anh chị em tiền thuế á, họ nó cứ đánh Thi hoài à, đánh Thi, nó đi cướp tiền Thi á, chính phủ Mỹ á, mà cái này không phải kêu là chính phủ Mỹ, cái này kêu cộng sản đang cướp đất. Ông President 46, Joe Biden bây giờ là ông ấy đã ám sát 7 tỷ người trên cái đất mình á, như anh chị em cầu nguyện cho mình yêu. Anh chị em có biết không, Thi gọt lệ tới mức mắt cứ đau, đau ơi là đau luôn á. Nếu Thi nói không, mấy cái đồ nhỏ thước mắt của Thi bị đập á, Thi sợ Thi thiệt mà anh chị em. Trời ơi, Thi còn thêm khoảng 8-9 chai trên bóp cho mấy cái đồ kia Thi nữa, Thi xém bị mù luôn á anh chị em. Thi dọn một bên một mắt đó nha, lúc đó cũng hên quá, nó hôn nó lại đau nó dấm vô mà nó cũng vô được một chút tí. Xong Thi dọn cái giọt thứ hai á, ông trời trên cao thương Thi rất là nhiều, trời nhắm luôn nó không vô, nó mà vô thì mù luôn á anh chị em. Thì mình rất là cẩn thận, bây giờ là nó cướp đất đàng hoàng á, bây giờ mình có bằng cớ bằng chứng á, là tài tử ở bên Mỹ mà ca sĩ ở bên Mỹ bị mất tích, mà không phải mới mất tích đây đâu mà mất tích mấy năm trời rồi. Giống như giải thích ông Bill Gates đi, thì rất là xin hứa khoảng năm 2004 á, là ông Bill Gates là đã bị bắt cóc rồi á anh chị em. Nắm nay lâu 100% yêu thương mến nha anh chị em. Mọi người Thi mọi biết cố lên Thi ơi, anh chị em cố lên nha. Nắm tay em thật chặt, giữ tay em thật lâu, 100% yêu thương mến. Em nhìn thấy dễ thương không? Happy Easter mấy em trẻ. Cảm ơn mấy em trẻ dạy dỗ chị Thi đeo make up half and half. Đẹp cho mấy em trẻ đúng không? So mấy chị em ơi, xin half and half make up, xin meet me halfway là I love you. Nắm tay em thật chặt, giữ tay em thật lâu, mình 100% đi hết đoạn đường đời, yêu thương mến mãi mãi cả đời. Có một mình 100% quyết tâm ơi quyết tâm, hảo ơi hảo tâm ơi tâm, sẽ thắng được cái cộng sản đang cướp trái đất ở nguyên khắp thế giới mình nha. I love you. I love you. Ok, để coi chị. Mong mấy sân rồi Thi nha, mấy anh chị em. Mấy anh chị em.
trên nước Việt Nam. Nắm tay chi thật chặt, giữ tay chi thật lòng. Mình đi hết đoạn đường đời, mình một chiếc giày thủy tinh ở nước Việt Nam mình. Mình cười một nụ cười hạnh phúc. Mấy em trẻ ơi, mỗi ngày mình làm một điều tốt. 365 ngày là 365 điều tốt. Trong tương lai mình sẽ đẹp ơi là đẹp. 365 điều tốt một ngày. Xin lỗi nha, một ngày là một điều tốt, 365 điều tốt một năm, 10 năm là làm nước Việt Nam mình. Oh my god, đẹp hết sảy luôn. Ngày cảm ơn chị em dạy dỗ em đẹp hết sảy luôn. Em chết vì tình yêu, sẵn sàng 100%. Anh chị em mình từ xưa tới giờ yêu thương mến mãi mãi cả đời. Xem em biến hình nha, biến hình ra cái cô bé, biến hình nhìn ra sao. Người đẹp á sẽ mãi mãi là đẹp. Mình đẹp á là từ trong trái tim mình ra. Nét đẹp á là nằm từ trong trái tim mình ra. Như vậy mấy em trẻ ơi, mấy em trẻ, mình á mỗi ngày á mình một cần phải làm một điều tốt thôi. Mình có 365 ngày, mình làm 365 điều tốt thì ở trong tương lai mình á là sẽ wow, một chiếc giày thủy tinh. Như vậy mấy em trẻ ơi, xin cảm ơn mấy em trẻ dạy dỗ chị Thi, đã phấn chị Thi half and half rất là đẹp. Và mấy em trẻ xin thương chị Thi nha. Mình nắm tay nhau thật chặt, mình giữ tay nhau thật lâu, mình 100% yêu thương mến. Một ngày mình làm một điều đẹp, 365 ngày 365 điều tốt, thành ra cuộc đời mình hình ảnh của một người trái tim tốt đều kiều yếu. Ủng hộ cô bé đi, chính cháu đi làm sao đi nuôi ngàn kiều khổ nha. Thi Trang Lily Fan, hình ảnh của một người trái tim tốt điều kiều yếu đang say ngày mai cho anh chị em mới về. Anh chị em ơi, Thi chết vì tình yêu, Thi không sợ chết đâu anh chị em. Trời ơi, Thi mà kể câu chuyện cuộc đời Thi, anh chị em không tin. Ba mẹ ruột Thi mà cũng muốn cho Thi chết, cho Thi uống thuốc độc mấy lần rồi anh chị em. Đó, em gái Thi đó. Mẹ anh chị em xin Thi xin cõi phôn anh chị em. Nước Việt Nam ơi, nước Việt Nam làm nghe rõ. Ai mà họ phao mà xin tiền, xin báo công an, xin báo cảnh sát 911 đi. Thì mấy người này ác ghê hồn á. Người nào mà dùng tên Phan Thi viết lên YouTube á, nói người ta này kia ác. Xin ba con cứu Thi, giúp Thi đi. Cái này là đứa em gái ruột của Thi, nó ác như thế. Chị rất là xin lỗi, Thi lại kể chuyện buồn. Cuộc đời Thi á, buồn không anh chị em, giọt lệ cho Thi mà đau tim cho Thi luôn á anh chị em. Nó ác như thế. Bây giờ Thi có 100% bằng cớ bằng chứng là Phú Vang, cái nhẹ đứa em gái Thi, em gái ruột mà Thi kêu bằng kẻ thù của Thi ngủ với anh chàng Jeffrey Scott rồi. Cái anh chàng Jeffrey Scott là tháng 3, mùng 3 năm 2023, lúc Thi đang ngủ đạp Thi đó, xém giết Thi đó, Thi gãy xương, Thi bị cậy.
Yes, cái này là phú vang nói Jeffrey Scott đã đạp thi. Lý do bây giờ Jeffrey Scott đổ ha, nó đang viết chuyện cuộc đời thi ba la trên cái Facebook á, cái thằng này nó ăn không được nó phá cho hôi. Bên già họ Phan á cũng ăn không được phá cho hôi, nó ác như thế. Nhưng mà Thi đang xin ba công tới cứu Thi đi. Trời ơi, đi kể chuyện mấy cái chuyện riêng tư của Thi á, Thi sẽ không bao giờ kể cho ai nghe hết đó. Mà Phú Phan đã ngủ với Jeffrey Scott rồi, kể cho thằng này nghe. Cái này không phải lần đầu tiên, lần thứ nhì Phú Phan đã ngủ với người Thi quen. Anh chị em ơi, anh chị em mà có một ai comment mà tên Phan Thi như vậy là không phải là Thi đâu anh chị em. Xin ba công xin giúp Thi đi, I love you anh chị em. Thi rất là xin lỗi anh chị em, lần nào lên kể chuyện buồn mà bây giờ Thi nhảm bớt nước mắt rồi. Bây giờ khóc nhiều quá, hết nước mắt khóc rồi. Thì Thi nói cho anh chị em nghe, Thi có thằng con trai 15 tuổi bị nhà họ Phan ăn cắp. Xin lỗi, bị nhà họ Phan bắt cóc. Lý do ăn không được phá cho hôi. Anh chị em có biết không, dạo này ông trời thương Thi lắm. Thi làm khách hàng là Thi, lại Thi nói Thi làm nghề làm gái đúng không. Khách hàng là Thi là có giá mà 1 đồng mà 1 sen. Thì mình cứ tính nha, cho 100 đô đi nha. Thì Thi nhường cho khách Thi 88 đô. Thi cho người ta ăn uống. Tại bây giờ kinh tế kê hồn bảo vía luôn. Cộng sản họ giết mình từ trên từ dưới từ phải lên cái. Trời ơi kê hồn luôn. Như vậy mỗi ngày này Thi biếu Thi cũng gần 20 người khách. Thì 888 cộng 888 đồng thì bao nhiêu tiền đấy? Gần 1.600 đúng không? Một ngày Thi cho người ta. Chị Happy Easter anh chị em. Anh chị em ơi, Thi đang cầu nguyện ba công tới hình. Ba công xin xử án cho Thi đi. Thi rất là một con bé rất là vô tội. Thi chạy khóc nước mắt luôn á. Thi có một đứa con 15 tuổi. Thi chưa bao giờ làm lỗi gì sai trên trái đất này một con người luôn á. Thi chưa bao giờ đập bể trái tim mà người ta đập bể trái tim Thi không á. Thi chưa bao giờ bỏ anh chàng nào. Thi là con nhỏ làm người ta giàu sang phú quý á. Người bạn bè giống như bên Việt Nam kìa, trời ơi, rất là nhiều người. Bây giờ bên Mỹ nè, mà trong khi đó gia đình Thi á, trời ơi, Thi không kêu bằng gia đình, cái này kêu bằng kẻ thù nhà họ Phan. Nhưng ai mà tin nhà họ Phan xin tiền á, anh chị em báo cảnh sát kêu 911 đi. Mấy người này dùng gian lận cố tình giết Thi để ăn cắp tiền từ thiện. Bây giờ mở tài YouTube tên Phan Thi mà giết trên mạng, người ta khùng điên mất mát, làm Thi là người xấu đó anh chị em. Anh chị em ơi, nhà họ Phan á, ác ơi ác, ác từ xưa tới giờ, không phải mới đây đâu. Anh chị em ơi, Thi đang gọi phone anh chị em. Alo đi. Alo, sao em dễ thương, em khỏe không? Dạ em khỏe. Em ông trời dạy dỗ em á là mỗi ngày mẹ phải dạ dạ vâng vâng, yêu người hơn, yêu nhiều hơn, thương ơi là thương, mến hết trái tim của mình để cho mình thắng lợi cái ác ơi ác ở một trái đất ác. Dạ anh chị em, bây giờ Thi kể câu chuyện cuộc đời Thi, anh chị em không tin được đâu. Ba mẹ ruột Thi bây giờ không kêu bằng ba mẹ nữa, Thi kêu bằng xin lỗi nha, là con mụ ác. Trời ơi em gái rồi Thi nó ác. Ăn cắp storage đồ Thi cần 111.000 đô tiền Mỹ đó nha. Trời ơi, còn cho cái thằng quỷ kia Jeffrey Scott đồ á, ăn cắp 43.000 đô luôn. Xong khi đó bây giờ viết trên YouTube họ Phan tên Thi, đi viết khùng điên mất mát mấy người ta Facebook anh chị em như vậy, xin kêu 911 giúp Thi đi. Anh chị em, nhà họ Phan á, ăn không được phá cho hồi. Không phải mới đây đâu anh chị em, từ nhỏ tới lớn ăn cắp tiền Thi, trời ơi, Thi là always nghèo mặt hai bàn tay trắng á. Mà Thi cũng không sao, Thi biết Thi không có ngu đâu anh chị em. Hồi xưa bà má Thi á, bà xám cho Thi vô tù rất là lâu luôn á, vì bà yêu tiền, thương tiền, mến tiền á anh chị em. Bây giờ cái này là coi kìa, thấy không, trời ơi, chị em ruột đó ác như thế. Như vậy, ba công ơi, ba công xin cứu Thi, giúp Thi đi. Thi là con bé rất là vô tội, vô tội ơi là vô tội. Từ xưa tới giờ Thi mà biết đi làm giúp người, thương người, yêu người, mến người hết trái tim thôi. Nhà họ Phan á, ăn không được phá cho hôi. Phú Phan á, kê hồn bà vía luôn á anh chị em. Như vậy anh chị em ơi, ai mà message có Phan Thi hay là Lily Phan mà nói chửi người ta hay nói xấu hay nói xa, không phải là Thi đâu. Thi ơi Thi, gần ngày Thi đẹp quá Thi. Dạ, Thi cảm ơn anh chị em. Cảm ơn mấy em trẻ vì gia đình trái tim tốt, thương yêu mến Thi. Vì câu chuyện một chiếc giày thủy tinh ở khách sạn nuôi phải không? Thì rất là cảm ơn mấy anh chị em nhiều nhá. Xin ủng hộ cô bé đi chiến đấu, đi làm giàu để nuôi người nghèo. Đứng hình nha anh chị em.
Em chết vì tình yêu. Em sẵn sàng đi chết mỗi ngày. Em đang chờ đợi, em đang thiên đàng. Em sống với ông trời, sống ở cái nơi này ác ơi ác, ác ơi hù. Nhưng mấy anh chị em, mấy anh chị em rất là cẩn thận. Cộng sản đánh tới rồi đó. Nguyễn Khoa Nguyễn là đang hợp tác với nhóm tàu là cướp ngôi ở Hoàng Thượng đó anh chị em. Là mấy người mà bỏ COVID-19 ở bên Việt Nam. Mình bị COVID-19 là đáp Khoa Nguyễn, chủ nhân COVID-19 đó. Thì bà đảm 100% thì không nói gian lợi lời nào hết á. I love you. Anh chị em, tấm hình này là người tên Đức Nguyễn, là cháu của Thoa Nguyễn. Hôm nay mới nhắn tin message ở Facebook của Thi đó anh chị em. Mấy người này là kê hồn mà dí luôn á. Bây giờ đang xây ăn cắp tiền năm sau trẻ mồ côi và nhà lão. Ủa mình ở bên nước Việt Nam đang xây cái phi trường Đầu Nai, hợp tác chung với mấy người ác tàu mà xịt thuốc ở trên đồ ăn mình cho mình chết đó. Cái đó không phải là hòa thượng ở bên người tốt ở bên đâu. Cái đó là mấy người ác ở bên tàu muốn giết mình. Là mấy người đó đang hợp tác với Thoa Nguyễn mở cái phi trường ở Đầu Nai đó để làm đất Sài Gòn mất giá đó, để người ta cướp đất đó anh chị em. Như rất là cẩn thận. Bây giờ là kê hồn kê bà día luôn anh chị em. Thì xin hứa những lời gì thì nói là 100% đúng, 100% trong trái tim Thi, 100% không có gian lợi một điều nào hết đó nha anh chị em. Thì chúc anh chị em Happy Easter. Mà mình yêu ơi yêu, thương ơi thương, mến ơi mến hết trái tim mình. Hãy cứu được trái đất, ác ơi là ác. Thì I love you with all my heart. Chị em nhớ mặc đồ ấm vào, mặc càng nhiều áo càng tốt cho mình nha.